ông Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thành Long. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thành Long kiến nghị ngành chức năng một số ý kiến như ngành chức năng khi thiết kế các tuyến kênh nhỏ, các cánh đồng ở bến sỏi cần thông tin cho người dân biết hướng đi của các tuyến kênh. Hiện nay, kênh tiêu bị bồi lắng dẫn đến việc thoát nước chậm, nguyên nhân do các trại heo xả thải gây ô nhiễm, ùn tắc tuyến kênh. Kiến nghị có kế hoạch nạo vét tuyến kênh, việc chi tiền lương hàng tháng đối với những người thương binh lớn tuổi, bệnh tật qua thẻ ngân hàng gây khó khăn, kiến nghị ngành chức năng có giải pháp.